Dù cấp bão không mạnh như dự báo, nhưng mà bão số 3 đổ bộ vào đất liền thời điểm chiều cường dâng cao kèm theo sóng lớn đã uy hiếp đến các tuyến đê sung yếu của tỉnh Nam Định. Rất may là toàn bộ hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đã được địa phương này di rời khẩn cấp đến nơi an toàn trước khi mà bão đổ bộ. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. 14 giờ chiều nay, toàn bộ khu vực đê sung yếu Cồn Tròn ở xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu bị bao vây bởi những con sóng lớn. Trạm đo sóng của địa phương này đã đo được mức cao từ 3 đến 4 mét. Gió mạnh cũng như tiếp sức khiến sóng cao hơn và dồn dập đập vào tuyến đê này. Một không gian mù mịt kéo dài hàng chục km. Do đây là con chiều cao nhất trong tháng, nên chính quyền địa phương lo ngại sự cố sẽ xảy ra. Hiện nay đối với địa phương thì chúng tôi cũng có một số cái đoạn đê sung yếu và cũng thực hiện các cái phương án phòng chống. Đối với đê thì chúng tôi thực hiện phương án 4 tại chỗ, sẵn sàng có đội ứng cứu khi cần thiết. Và hiện nay thì tất cả các cái cơ quan ban ngành và các lực lượng đều túc trực 24/24. Điều đáng nói, cũng chính tại vị trí này, cách đây 11 năm, đã xảy ra sự cố vỡ đê, khiến nước biển tràn sâu vào bên trong, gây ngập lụt nghiêm trọng. Không chỉ tuyến đê Cồn Tròn mà dọc khu vực ven biển Hải Hậu, Giao Thủy đều bị sóng biển cao uy hiếp, vượt qua cả bờ kè. Ngay cả những tuyến đê sông nằm sâu trong đất liền cũng gặp sự cố sạt lở, khiến tỉnh Nam Định phải tiến hành gia cố khẩn cấp. Thời điểm bão đổ bộ vào bờ biển cũng là cái thời điểm mà thủy triều cao. Hôm nay đang là 13 con nước và theo cái con mực nước thì sẽ rất là cao. Vì cái đê biển của chúng tôi là chỉ thiết kế được chịu được cái bão ở cái cấp gió là cấp 9, cấp 10. Và cái tần suất là 5%. Và nếu như trường hợp mà nước lớn, chiều cường đúng vào cái thời điểm bão mà do bão mạnh thì sóng biển có thể tràn qua đê. Tỉnh Nam Định đã phải di rời khẩn cấp 15.000 người dân ven biển ra khỏi khu vực nguy hiểm tại các lều chòi đầm canh, nuôi trồng thủy sản, vùng có khả năng ngập lụt. Do người dân đã chủ động trong việc đắp thêm bao cát, chằng chống nhà cửa nên thiệt hại cũng giảm thiểu tối đa. Bão tan, ông Phạm Văn Thiên cùng với nhiều ngư dân khác đã ra biển để kiểm tra lại tàu thuyền. Tuy không bị chìm, nhưng con thuyền của ông cũng bị sóng gió đánh cho tả tơi. Bão này em nghĩ thì nhỏ hơn bão trước thôi, bão trước thì to hơn, mà bão này thì bình thường. Mà tài sản thì em để đây thì nó thì cũng chạy vớ được, có mỗi chiếc này là vườn con cũng chạy được, cái đầu thì em để đây vậy. Nó nảy và không vận chuyển được nữa. Nếu mà như cái bờ này, nếu mà như mức độ như này, nước mà tối mà khoảng từ 9-10 giờ mà nó không ấy, mà nó chiến mà nó cứ to mức độ này là cái bờ này còn là đại thể nào cũng mong manh nào. Đấy, nó cũng không biết có trụ nổi không, nhưng mà nó sẽ dàn qua chỗ này. Đấy. Rõ ràng nỗi lo là vẫn còn với người dân ven biển. Nhưng ít nhất là đến lúc này họ đã yên tâm hơn khi các tuyến đê vẫn an toàn. Những chuyến đi biển bị ngắt quãng bởi các cơn bão mạnh vừa qua cũng đủ khiến ngư dân điều đứng. Tính đến thời điểm này, khi bão số 3 đã tan, thời tiết tại các huyện ven biển của tỉnh Nam Định đã trở lại bình thường, trời không mưa và gió nhẹ. Theo cập nhật thì bão số 3 không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản cũng không đáng kể. Có thể nói, bão số 3 đã không mạnh như dự báo, nhưng nó cũng đến từ sự chủ động của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của người dân trong công tác phòng chống bão số 3. Nó khác hẳn với những gì đã diễn ra trong cơn bão số 1.